Cảm động chú chó Poodle nhìn chủ với ánh mắt yêu thương, nhưng sự thật lại đau lòng. Poodle là một trong những chú chó được mệnh danh là loại chó thông minh nhất trong tất cả các loài chó có kích thước nhỏ. Với sự thông minh ấy, bé Poodle có thể chia sẻ cảm xúc của mình thông qua hành động, biểu cảm và đặc biệt là ánh mắt của mình. Bạn cứ nhìn vào clip này mà xem, ánh mắt nói lên được chú chó đã yêu thương chủ của mình biết bao nhiêu. Ánh mắt trìu mến và ngây dại của chú chó đã vô tình thiêu đốt biết bao con sen đam mê với chó, đặc biệt là giống chó Poodle này. Thế nhưng thực tế thì lại vô cùng phũ phàng. Xem hết clip đi sẽ rõ. Không phải đây là ánh mắt yêu thương trìu mến dành cho sen đâu, mà là ánh mắt bất lực khi nhìn thấy con vợ của mình đang đùa giỡn trên đùi của thằng chủ mình đó. Trời ơi, tôi mà nhìn tôi còn tức giùm má, nhìn vợ mình đùa giỡn bên người đàn ông khác thì tim đau biết bao nhiêu. Bởi vậy mới nói ánh mắt này là ánh mắt của đau khổ cam tâm chịu đựng đó mọi người ơi. Đúng là không thể đánh giá điều gì qua vẻ bề ngoài của nó cả. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Hả? Dù ngày mai bao giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.